Xin chào tất cả mọi người đang xem cái vườn đào giống như mình. Mình xin tự giới thiệu bản thân mình là Trịnh Xuân Thiệu, đang sống và làm tại thôn 8 Xuân Du, Như Thanh, Thanh Hóa. Địa chỉ là thôn 8 Xuân Du, Như Thanh, Thanh Hóa nhé. Và cái số điện thoại của mình là 0979 023 775. Trước mặt mọi người đang xem đây là cái vườn đào giống này, do chính sự đam mê tò mò của mình làm theo góc độ là đi học hỏi kinh nghiệm của các bác ông bà. Là em yêu cây đào, cây đào có một cái nếp sống rất văn hóa, rất nhiều người thích chơi phong thủy về cây đào. Cứ mỗi năm Tết đến xuân về là nhà nhà người người ai cũng muốn có một cây đào vào trong nhà, nên là em quyết định đi vào làm cây đào giống. Đến nay cũng được chục năm rồi. Còn em biết về cây đào thì cũng từ cái em 5-6 tuổi là em đã biết rồi, nhưng mà chưa đam mê trồng và chưa hiểu được cái cây đào như thế nào. Nên khi em xây dựng gia đình ấy, thì em thấy rất nhiều người và khách thập phương về cái làng mình đi mót những cái cây đào hoa. Mà sau em có nhìn nhận là em quyết định trồng đào. Kinh tế của em lúc đó mới xây dựng gia đình thì nó cũng đang khó khăn lắm. Hai vợ chồng những được mấy chị vàng bố mẹ cho thì cũng tích cóp ra để bắt đầu lao vào cây giống. Thì vợ cần khuyên anh thì từ từ hãy làm, nhưng mà em đam mê từ cùng là em làm, không có bảo là dừng được. Lúc đó đã đang ham lắm. Đây, trước mặt mọi người đây là cái giống mình đào phai hồng chuẩn luôn. Mình xin cam kết với mọi người nhé, bảo hành 100% luôn. Thì cái cây phai hồng này là nó hoa rất dày, nụ rất đẹp luôn. Đây là cái cây 2 năm này, 2 năm là nó mới có hoa, mới khoảng tầm nụ hoa 50% thôi. Là cây này có xuất luôn năm nay không em, hay là chưa? Cây này thì nó chưa đủ tuổi anh ạ. À, chưa đủ tuổi. Nếu như đúng cây đào bán được Tết rồi mà hoa nụ nó đẹp thì phải là từ 3 năm đổ đi. Càng già thì cái độ hoa nụ của nó nở, nó bền và nó thắm hồng, nó đẹp lắm. Rồi. Nó dày, nó rụt cành, nó côn cành lại. Cứ để lâu thì nhìn nó càng vào mắt. À đấy. Còn đây là cây mới trồng thôi. Cái này những cây giống trồng là cái đầu năm 2020 đây này. Rồi. 21, đầu năm 2021. Số lượng cây giống của em làm như năm nay là em cũng làm mấy chục cây thôi. Như năm ngoái em làm nhiều hơn. Thì năm nay em cũng có một cái suy nghĩ riêng của mình là không biết mọi người có suy nghĩ như em không thì chưa dám nói, nhưng mà thu hẹp bớt vì góc độ thu nhập kinh tế chung của mọi người, mà em sẽ thu hẹp bớt một tí để theo cái sự hướng dẫn cái kinh tế chung em làm. Mà sau quyết định một cái năm covid này em sẽ quyết định được cái góc độ nhìn nhận khác nữa. Nếu như mọi người vẫn còn chưa ghe nào thì em vẫn phải làm cái giống tiếp, làm nhiều hơn nữa để cung ứng ra các tỉnh miền. Thường thường là cứ trồng cây giống này là tình ở các miền vùng miền khác người ta đến đây người ta mua em nhỉ? Vâng, tức là người ta lấy cắt luôn. Năm ngoái em thu nhập cả hơn 100 triệu tiền cây giống. À, thì em mới là bán đi cho được một số tỉnh lẻ thôi, như là Quảng Ninh và Nghệ An, rồi miền Tây cũng có một số trồng, nhưng không em cũng không muốn đưa cây đào miền Tây vì cái thời tiết trong đó nó cũng hơi khác, tức là nó nắng quá. Và em có đưa cây giống đi cái tỉnh miền nào thì em cũng đều hỏi cái thời tiết vào cuối năm đầu năm, chung ba mùa để mình nhìn nhận cái cây đào mình đưa vào đấy. Là có những người thấy cây đào đẹp thích trồng thôi, chỉ thích trồng thôi, chứ còn không hiểu được là cái thời tiết ở cái vùng miền của từng vùng nó ưa như thế nào. Rồi. Đấy, cứ thích là trồng thôi, nhưng mà cũng nhiều người là họ mua về họ trồng.
sao lại không đẹp giống vợ mình. Đều gọi lại hỏi thăm. Thì em mới hỏi là thời tiết theo từng mùa một. Thì như miền Nam thì nó lại có hai mùa đấy. Nên là nó cũng không đạt. Miền Nam thì chỉ có cây mai. Mai là nó phù hợp. Miền Bắc, chủ yếu là miền Bắc. Mình là trồng đạt tới 80%. Rồi. Mà lại chưa nói lên cái chất đất em nhỉ? Cái đất nữa. Đất nó có đóng vai trò quan trọng không? Đất cho cây đào nó thích nghi được ạ. Thì đào nó ưa đất đá nhiều hơn. Đất đá nhiều hơn. Đất đá đất đổi. À đất. Còn đất thịt đất pha cắt quá nhiều thì nó cũng không ưa. Nó lại nóng quá. Rồi. Đào là nó ưa lạnh á. Nó ưa rét. Thì nó nở hoa lại càng đẹp. Rồi. Nên cứ nắng nhiều là nó sẽ không đón đúng Tết đâu, nó sẽ nở lệch. Rồi. Một là sớm, hai nữa là muộn. Và cái cây đào này thì như là năm thứ hai em nhỉ? Cây đào đây. À, cái cây đào bên cạnh cái cây giống của em đây là năm thứ hai. Còn cái là 3-4 năm thì nó to hơn. Cái này là chưa đủ tuổi bán đâu. Đây, cái này là cái này đang rất non. Đang non. Vâng, cái này hoa nụ nó cũng có cây là nó đẹp. Nhưng mà cái phần trăm xác suất để bán trên cái diện tích của mình trồng á thì nó rất ít. Rồi. Nó tức là cái số tuổi. Lượng đẹp thì rất là nhiều, có thể lựa chọn. Nhà mình thì mênh mông đào rất nhiều. Vào thì mình sẽ ủng hộ mọi người về cái góc độ mua hoa. Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người nên mua những cái lứa tuổi bao năm này nó đẹp và dáng như thế nào. Góc độ là dân người ta thích cái tầm trung trung. Bán ở thị trường nó dễ hơn. Không mua quá lớn. Đấy, như cái đào nhà em năm nay đúng 3 năm tuổi là đúng. Nó vào mắt rất nhiều. Mà nó đưa vào cái không gian nhà thì nó rất hợp lý. Nó rất gọn. Nó rất là đẹp mắt. Còn cái cây đào giống này thì cái quá trình chăm sóc nó có vất vả không em? Đây, cái cây đào giống này, ví dụ cái cây đào em nói này. Tôi qua về cây đào giống này này. Là em làm theo cái góc độ học hỏi và giao lưu là em đã biết cách làm. Từ cái thân nó lên đến cái cành tán của nó là phải được từ 80 phân đến 60 phân. Từ 60 phân đến 80 phân đổ lên. Rồi. Thì nó có thoát thân nó gọn thì mình bấm vào trong nhà mình đưa vào thì cái tầm không gian dưới 1 mét của nó là không bị vướng nữa. Ví dụ như mình để vào nhà nó có bàn ghế rồi các đồ đoàn thì nó cũng đã gọn lên rồi. Đến tầm mắt mình là nó mới có tán thì lúc đó hoa nụ nó đỡ thì mình cũng nhìn được thấy không gian chuẩn của nó, toàn diện của nó luôn. Nó rất đẹp. Còn cái cây này là đang trồng để cho nó cứng cáp rồi bắt đầu mới bấm vào cái vị trí vườn khác cho em nhỉ? Vâng, như cái cây, như cái vườn đào giống trước mặt mọi người đang nhìn thấy đây là ông em cũng trồng con số giống khá nhiều luôn, rất nhiều. Tức là em có 3-4 vườn giống cơ, không phải mình cái vườn này. Nên là em trồng này là bươm mật độ của nó là 70-80 phân đến 1 mét. Đấy, cách từng cây một. Cây một để mình chăm sóc cho nó tiện. Rồi. Mình bỏ phân rồi sáu buôn tới thì nó dễ hơn, nó thuận tiện hơn. Còn em nó tận thu. Cái này là cái gốc nhìn là nhỏ hẹp cây giống của em thôi. Em đang tận thu vào cái cây đào hoa bên cạnh luôn, em tra vào lúc nó đang còn nhỏ em tra vào. Chứ còn nguyên một cái vườn giống của em ở nhà thì chốc này em về em sẽ báo cho mọi người thấy được cái vườn giống của chồng nó rất chi là có quy hoạch và hoàng luống liếc và mật độ. Còn đây là sen kẽ em nhỉ? Đây là sen kẽ. Tận thu vào. Vâng. Mình cũng xin giới thiệu mọi người là mình tận thu cái lúc đất nó đang có khoảng trống, tránh lãng phí để mình lấy cái cây giống mình chăm cái cây hoa nó không mất cái nguồn đầu tư của mình nhiều. Rồi. Nó đỡ đi. Rồi ta lại nghe. Đi tiếp cho mọi người thấy là cái vườn giống. Năm nay là em bán cái giống này này. Em nếu như ai mà không hiểu hết góc độ là em sẽ chia sẻ đến tại những cái mô hình trồng đào. Nếu như trồng lớn em sẽ đi tại nơi để em hỗ trợ về góc độ kỹ thuật và cách trồng. Em có
biết một phần cơ bản của nó, thích nghi của nó. Rất là nhiều. Nói chung là đi phải cả tiếng đồng hồ chưa chắc là hết cái vườn đào nhà mình được. Mọi người nhìn cùng khám phá như khu vườn giống nào. Giống chỗ anh em mình đang nhìn thấy đây này. À. Là mình thấy nó đẹp, nó gọn. Đây này, đây nó gọn gàng này. Nó rất thoát thân, rất đẹp. Đúng rồi. Thoát thân rất là dễ. Nếu như ta thích ngắn thì ta có thể cắt để ta chơi Tết, cắt theo cái ý của mình. Còn muốn để cả cây thì nó cũng rất đẹp luôn, nó cân. Thoát thân rất đẹp, tán rất tròn luôn. Cái cây này khi mà trồng xong bắt đầu em lại bấn ra để một cái ở vườn khác rồi bắt đầu mới lúc đấy mới chăm cho nó theo gọi là kiểu dáng theo nhu cầu hay là cái sở thích của khách cho em nhỉ. Cái này ví dụ cái cây này nó bắt đầu có cái tán ở trên này này. Tán tròn đúng không anh? Đúng rồi, đấy này tán tròn đó. Nói chung nhưng là... mà cái gốc vẫn cao. Vâng. Nó theo cái góc độ sau này em trồng thì cũng có cây là em sẽ bớt chút cái thời gian của mình ra để em làm cho tán nó đẹp hơn. À. Nếu muốn cao gọn thì em để thế em cắt lên. Rồi. Muốn thấp xuống thì em sẽ dùng bằng cái dây và những cái thép uốn. À. Sau 5 tháng nó lớn dần thì mình sẽ uốn. Thì cái cây đào nó rất dễ uốn mà. À. Nó có thể bẻ ra, nó à. Hạ tán thấp xuống. Đấy, mọi người thấy mình sẽ hạ tán được theo góc độ chung ta thích. Đấy, còn muốn cao tùy thuộc theo từng cái góc nhìn nhận của mỗi người làm cây. À, rồi. Ta thích cao thì ta sẽ làm được cái kiểu đó. Rồi. Thích thấp thì ta kéo nó xuống. Rồi. Đấy, uốn thế ngay cả các cái cây như thế này thôi. Ta thích uốn thế cũng được. Đây, ta uốn kiểu này. Cái cây này nó uốn cong kiểu này để ta cũng có thể lên là một cái cây có độ nghiêng, độ bay. Rồi. Đấy, tùy thuộc theo từng góc độ. Rất dễ làm, uốn thoải mái, rất dẻo. Mọi người cứ yên tâm. Làm cái cây đào này là mình đã hiểu nó tới 80-90% rồi. 100% mình không dám nói mà 80-90%. Rồi. Tức là mình hiểu cái, hiểu cái cây đó. 3 ngày không chết, 1 tuần không chết luôn. Vận chuyển đi các tỉnh miền thì vô tư rồi. Không thấy cái gì hết. Mình làm cho mọi người mình đều đứng ra để bảo hành hết. Thế là quan trọng là cái kỹ thuật bấn rồi đấy. Bấn gốc rồi đấy. Để di chuyển ở vùng miền khác để người ta trồng. Nói chung về cái cách bấn cây này thì nó cũng rất đơn giản, nó không khó tính. À. Các cây khác thì em chưa làm, em chưa hiểu, nhưng về cái đào này thì em đã hiểu rồi. Thậm chí khi chúng ta bấn bầu thì ai cũng bấn cây thì ta cũng nghĩ là bấn bầu là nó sẽ chuẩn, nhưng riêng cây đào có thể là bấn lấy hết bộ rễ lên, lấy đất đi, ta cho cái đất mới ta trồng lại, nó vẫn sống, nó vẫn khỏe, vẫn đẹp, không kém cái cây bấn bầu đâu. Rồi. Rất dễ, nó không khó tính đâu. Đấy. Mọi người trồng cây này không có gì phải suy nghĩ, ta chỉ chăm sóc giống một cái màu lúa thôi. Là quá trình ta thấy cái lá, cái cây nó có hiện tượng nó khác mắt mình thì mình dùng thuốc. Mình không hiểu thì mình bẻ cành đến tại các cái vật tư bán thuốc thì người ta sẽ cấp thuốc cho mình về mình thực hiện là nó sẽ được ngay. À. Nó không giống các cái cây khác, phải tìm đúng cái thuốc gì thuốc gì. Rồi. Kỹ thuật là họ đã nắm được là sâu gì rồi. Rồi. Mình dễ lắm, chăm sóc dễ nhàn lắm. Đây là chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Dạ. Cái chỗ không gian diện tích mà em chia sẻ cho mọi người về cái giống đào. Đúng không? Đây là giống đào. Như em làm cái đào này này để có cái phần thu nhập theo hàng năm em tính nha. 500 mét vuông thì nó sẽ có thu nhập với cái tầm là 10 đến 15 triệu trung bình. Bình thường nhé. Còn nếu mà trúng cả cái 500 mét vuông thì có thể lên gấp đôi. Rồi. Có năm em bán 80%, cũng có năm em bán 50%. Có năm thì nói do thời tiết nó lại nở sớm hơn một chút là bị chật Tết, thì hắn lại nở sớm là sớm chung luôn. À, không phải là riêng nhà. Phần trăm đó là nhìn nhận chung. Rồi. Đây, cái trước mặt mọi người đây là vườn hoa nhà mình này. Đây mọi người sẽ sang đây một chút để quý vị và các bạn biết được là cái luân chuyển từ cây giống sang mà có thể khẳng định là Tết năm nay, Tết năm 2022 là chúng ta có thể chơi đào với cái cây này như này. Đây các bạn nhìn đây. Như mình xin giới thiệu mọi người là trong một cái cây đào hoa này nó có 3 thời kỳ 4 phân. Đầu năm là ăn Tết xong là mình bón luôn. Và đến cái tầm tháng 6
lại cho ăn tiếp một lần nữa. Tháng 9 mình lại phải cho ăn thêm. Nếu như là nhìn trên góc độ cái cây của nó khỏe mạnh thì mình không cần, nhưng mà cây mà có hiện tượng yếu lá thì mình có thể là chăm thêm một đợt phân đậy thêm để cho nó đón Tết, giữ được cái lá để mình khiến nó theo cái góc độ đón Tết, nó đỡ bị lệch đi. Khiến cái đào này cũng không có gì là khó cả. Rồi. Nếu như ta thấy hiện tượng sát ngày Tết rồi, ta thấy nó có hiện tượng là đang bắt đầu nở mà thấy hơi sớm thì mình có thể hãm. Hãm bằng cách là ta lấy dao ta tiện cái mạch thân nó đi, tiện vòng ngay ở đây. Ta tiện một đường vòng tròn thì nó cắt cái mạch nước của cây, hoặc mình sẽ đôn cái vòng gốc của nó đi cho nó nước nó lên chậm lại. Nó đưa lên cây bớt đi thì nó sẽ đón được Tết. Như năm nay em cũng đã thử làm để em thấy, đến nay em đã đôn cái đào của em được 10 ngày rồi. Rồi. Thì em thấy cái đào của em đang rất bình thường, không có vật trội gì hết. Thì em nghĩ là nó được vào Tết rồi. Từ năm sau đến đi là em sẽ làm theo kiểu đó. Và làm kiểu đó thì nó cũng rất chi là hay. Cái chỗ là các cái anh em về thu mua thì lúc đó là bấn, chỉ bấn có một phần đáy nữa thôi, cái đào là không bị trột, cái đào rất khỏe. Rồi. Về mình chăm sóc nhẹ lại cái là nó ổn định. Những cái đào mà ta lên ta mua, ta bấn luôn đi thì lúc nó đang có lọc có hoa thì nó sẽ bị tụt, mà nó sẽ bị đau nhiều vì cái phần rễ của mình đã lúc đó chặt hoàn toàn của nó từ A tới Z. Nhưng mình đôn đi thì nó đã hoàn thiện được một nửa rồi, nó đã liền xẹo được cái phần rễ mình đôn rồi, còn phần còn lại thì mình chỉ đào nhẹ nữa là nó không đau mấy nữa, nó ổn định. Nên là mọi người phải làm như vậy thì nó sẽ khỏe cây hơn. Rồi đấy, thì cảm ơn em đã chia sẻ về vườn giống cũng như là cái quá trình chăm sóc và đi đến thành quả như ngày hôm nay, tức là những cái cây với tuổi đời là 3 năm em nhỉ. Đây là cái vườn này. Đấy. Thì hy vọng là trồng cái đào là nếu như mà mình dẫn được cái nguồn nước vào từng rãnh từng luống á, theo cái ý nguyện vọng của mình ấy, điều động được nước về thì mình chăm sóc cái đào nó không có vất vả gì, rất đơn giản. Như bản thân em đây, nếu mà em trồng 2.000 cây giống chăm thấy bình thường, và nhìn cái đào hoa thì có công nghệ máy móc bây giờ nó thông số hết rồi, hoạt động cơ giới hóa đồng bộ rồi, nên là làm rất chi nhàn, không phải cúp xẻng giống như ngày xưa nữa đâu. Rồi, tức là chuyển từ cái cây giống kia sang đây cũng phải mất 2 năm nữa thì mới có một cái sản phẩm đẹp như thế này. Đúng rồi. 2 năm nữa là nó sẽ giống như cây em đang đứng đây. Đây chúng ta thấy đang theo dõi rất là rất nhiều luống đây. Nó mắt rất dày. Đây mắt đây các bạn này. Đấy nên là giờ cái tầm 10 ngày nữa thì nụ của nó sẽ bắt đầu hé ra khỏi cái mắt đen, hé hẳn mắn rồi. Rồi. Thì khoảng tầm 10 ngày nữa thì nó là bắt đầu nữa thì đúng vào Tết rồi. Như cái đào ta đang nhìn đấy. Rồi. Mới có 2 cái hoa, 3 cái hoa thôi. Đang còn thế thì ổn định được xung quanh cái cây của nó. Rồi. Nó không có hiện tượng nào được xấu. Rồi. Rất cảm ơn các em. Thì mọi người qua video clip này sẽ hiểu được cái quá trình chăm sóc cũng như là từ số cây giống chuyển sang vườn đào chơi để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì rất mong quý vị và các bạn qua video clip này thì quý vị và các bạn có thể theo dõi số điện thoại cũng như là địa chỉ mà em đã chia sẻ ở đầu video. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.